Babe, okay. Another day shows its face. Nhìn hai bố con nó kìa. Đó. Half in space. And if you told me I look beautiful, well, that would just be in cold taste. Nó đi ở cái vành mới láo chứ. Đi. Toàn đi ở vành. Come on Raiden, up up. Come on. No, you can't just put your leg up, you have to jump. Come on. Jump up. Come on. Trời ơi, khóc khóc. Raiden, come on. Yeah, come on, Raiden. Yeah, you got it. Come on. Good boy. Good boy. You just need a little rest. Bây giờ Hà phải đi chợ mua vài quả chuối. Về cả mua rau, tại vì ở nhà hết rau rồi. Về cả hết chuối nữa. Phải đi mua rau rồi mua chuối. Snip. Điên này nữa. Hello cả nhà, bây giờ thì Hà vừa mới đi làm về. Và chắc là sẽ nấu cơm. Tại vì cũng đến giờ nấu cơm cũng 6:30 rồi. Và Hà đang kiểu lên kế hoạch để về Việt Nam đi những đâu ấy. Hiện tại thì Hà mới chỉ chắc chắn là sẽ đi Phú Quốc thôi. Còn 90% chắc chắn là sẽ đi Hội An. Ở Hà Nội thì chắc chắn là ở Hà Nội rồi. Còn đi những chỗ nào nữa thì Hà cũng chưa biết. Tại vì Hà ở Việt Nam có mỗi hơn 3 tuần một tí xíu, là kiểu gần 3 tuần rưỡi. Đó, thế nên là nếu như là bọn mình có cơ may gặp nhau thì nhớ chạy ra cười và nói chuyện với Hà nhé. Sen hôm nay vừa mới đi thư viện để mượn sách. Mượn sách về gì mọi người biết không? Mượn sách về để học tiếng Việt. Bây giờ nó đang đọc phần giới thiệu về tiếng Việt thì đọc được đến đoạn tiếng Việt có 6 loại dấu, thế là nó chuẩn bị nó xỉu tới nơi rồi. Nó bảo tại sao mà có một cái thứ tiếng có lại nhiều, có thể nhiều loại dấu thế. Tại sao một chữ từ ma mà nó có tận đến 6 dấu, 6 dấu trên từ ma thì lại là 6 từ có nghĩa khác nhau. Thế làm sao mà nó học được. Nó vừa mới phàn nàn thế đấy. Nó đọc xong cái đoạn giới thiệu về tiếng Việt đấy, chắc nó bỏ học luôn. Raiden có muốn học tiếng Việt không? So hungry. Me too. Bây giờ thì Hà đi mua cupcake. Cupcake tiếng Việt là gì nhỉ? Cupcake tiếng Việt là bánh ấy. Which one do you think is better? I like the buttercream on it. Okay, I'll get that. Okay. You want to insert your card down there and then hit that green button to get it started. Cupcake ngon quá đi. If you want some conversation, try a pickup line. But if you think you need some loving, that's fine. If you think you need a shrink, you're draining down the sink. Well, go take a hike. Babe, come on. Bây giờ đã là 6:30 tối rồi và bọn Hà chuẩn bị đi đây. Chắc là sẽ mất 3 tiếng rưỡi. Come on, we're leaving. Go, boo, boo, boo. Và đến nơi là tầm 10 giờ. Đó thì đến nơi thì Hà mới có thời gian để ngồi xuống và edit vlog được. Và Hà cũng không biết là sẽ edit cái vlog này mất bao lâu. Mong là sẽ không lâu.
up, up. What does it do? Holds a phone. Like up here? Flying by. I've yet to shower. Yet to dry. And if you told me I was wonderful, I probably would wonder. What's up? How you doing? Good. What's up, guys? How you doing? Good, how you doing? Good. Just three of you guys? Yeah, you. A pyramid. What was Smiley's on the river? And a veggie salad. Xin lỗi mọi người là okay. Hôm qua lúc mà Hà đi về tới nhà của mẹ live thì đã là 11 giờ rồi. Thế nên là lúc đấy Hà buồn ngủ quá không thể edit được video, thế nên là Hà sẽ cố gắng edit thêm 2 ngày thứ bảy chủ nhật video vào tối chủ nhật khi mà Hà về đến nhà, ok. Còn bây giờ thì Hà đang ăn và cái thằng này nó đang mượn máy ảnh của Hà để ngắm gương. Ra kia, đi ra kia. Bây giờ bọn Hà đi xem show dành cho chó mà quên mất không mang theo Raiden. When she sent it. The one with her scent. Scent on it. Oh. They use one metal and one wood oil. What? He got it? That's awesome. How can you teach a dog to do that? Yeah. Tie him down and then you put the one with your scent, you know. Hồi lúc nãy đi xem cái show của chó ấy, trời ơi mấy con đấy nó đáng yêu mà nó được huấn luyện giỏi kinh khủng. Mọi người có để ý là kiểu con chó nào nó cũng 100% thời gian là lúc nào nó cũng chỉ nhìn ngước lên chủ nó để đợi tín hiệu xem là sẽ phải làm gì tiếp theo. Trời ơi, giá mà Raiden nhà mình được huấn luyện tốt như thế. Raiden là nó không bao giờ nhìn Hà hoặc là nhìn Fly slow như thế đâu. Kiểu chỉ còn có cái gì hoặc là có người đi qua cái là nó bị xáo động ngay. For her, it's gonna look kind of bad. That little kid, you know, it's like. Yeah, it's gonna be funny. Wesley, are you gonna do some? No. Corey, yeah. Old. Yeah. Right. Yeah. 8 years. How long were you with Celeste before that? No, not. Yeah. Not too long. How's that for an answer? That's not mean. Or how about just long enough where if something went different, I might not have ever met Caitlin. Alright, I already rolled, right? Yeah, you already did. Are you done? Yeah, I rolled my roll, yeah. Yeah. What is it? I get nothing. Five. I get some. Five. Someone rolled 7 already. God damn. There's another thing happening though. Another day shows its face. I'm half awake. Bây giờ là 11 giờ sáng ngày chủ nhật và Hà chỉ muốn đánh một chút cushion với cả kem chống nắng thôi. Thì cái cushion Hà dùng thì vẫn là cái cushion của Hey Miss này này. Đấy thì Hà vẫn thấy đây là cái cushion mà Hà vẫn thấy đây là cái cushion mà Hà thích nhất trong thời gian 6 tháng trở lại đây. Chắc là chiều nay thì Hà sẽ lái xe lại về nhà. Nếu như mà về kiểu tầm tối muộn ý thì chắc chắn là Hà sẽ không có thời gian để ngồi edit video rồi. Nên là có thể Hà sẽ gộp video vlog của hai tuần lại với nhau. Tối hôm qua tối thứ bảy thì bọn Hà chỉ ngồi chơi cái trò game Set Versus Catan đấy thôi. Cái game đấy thì hầu như là lúc nào mà có bạn bè tới hoặc là gia đình mà có nhiều người tụ tập ấy, bọn Hà đều mang ra để chơi hết.
Đó thì ngày bình thường thì Hà chỉ bôi cushion lên để làm giống như là một cái lớp kem chống nắng, đồng thời là che một số vết thâm mụn thôi, nhưng mà nó không thể che hết được 100%, và Hà cũng không có vấn đề gì đấy, điều đấy cả. Sau đấy thì Hà sẽ bôi tiếp một lớp kem chống nắng tiếp theo. Thì cái kem chống nắng mà Hà dùng trong vòng hơn một năm trở lại đây thì là cái kem chống nắng này. Đây là một cái kem chống nắng dạng bột, thế nên là có thể bôi lúc nào cũng được. Nói chung là cứ tầm 30 phút Hà bôi một lần. Tại vì kể cả mình có không có make up trên mặt hay là mình có make up trên mặt thì nó là dạng bột, thế nên là nó cũng không làm hỏng make up của mình. Đó thì nếu như bạn nào mà đang tìm một cái loại kem chống nắng vật lý, kem chống nắng vật lý nhá, không phải hóa học, mà nó là dạng bột mà có thể, tức là thắt chóc trong ngày, tức là có thể bôi lên trong ngày lúc nào cũng được mà không lo sợ bị hỏng lớp make up ý, thì có thể tham khảo cái kem chống nắng của cái hãng này. Ok, bây giờ thì Hà sẽ đi sang nhà bố của Blythe để ăn sáng đây. Bye bye. Đây là chân dung cả nhà bọn Hà. Đây là Thái Hà xinh đẹp. Và đây là Raiden đẹp trai. Và đây là Sen. Tam ca bọn mình xin được chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Chỉ nhìn thấy cái mồm của nó thở hổn hển thôi. Trời ơi, xấu trai. Ôi dồi ôi, buồn ngủ kìa, buồn ngủ kìa. Nhìn cái mắt của nó, nó đang rất là buồn ngủ. Đó, đôi mắt díp lại, díp lại. Where's Raiden? Where's Raiden? Raiden! What? Another day fades away. Trời ơi, mọi người nhìn cái cầu này này. Cái cầu này đúng là kiểu cầu ở quê ấy. Đáng yêu không? Hello, bây giờ bọn Hà đang cho Raiden. Bây giờ thì bọn Hà đang cho Raiden đi chơi bóng ở cái chỗ này, nó rộng cực, để cho Raiden nó được tập thể dục một chút. Đây nè, nó khá là rộng. I'm feeling like me. À, nắng quá, nắng quá. Đó. I am yours, you are mine. I am yours, you are mine, so it's all right. Nhìn một cái chân của nó nhá. Một cái chân nhấc lên làm gì không biết. Cuz if you think you need some money, why you can't have mine. And if you want some conversation, try a pickup line. Hello cả nhà, bây giờ là 7:30 tối thứ 3. Và điều này có nghĩa là tối nay Hà sẽ đi xem phim. Đó, thế nên là bây giờ Hà sẽ đi mua một cái bánh mì để ăn nhanh. Sau đấy đi xem phim. Tầm giờ này 2 tuần nữa là Hà đã ở Hà Nội rồi. Hồi hộp quá. Thực ra là rất là hồi hộp, tại vì căn bản là Hà vẫn chưa có pack gì hết. Mà cũng khá là nhiều người nhờ mua đồ, nhờ mua cái này, mua cái nọ, cái kia. Thế là cứ mua hộ xong rồi... đồ của mình thì chưa pack, đồ của mình không biết là mình sẽ mang cái gì về. Đó, thế nên là kế hoạch của Hà trong tuần này và tuần sau đó là phải pack đồ. If you think you need a fix, I'm not the fixing kind. But if you think you need some loving, that's fine. Hello mọi người, bây giờ là tối thứ 6 giờ của Hà, tức là sáng thứ 7 giờ của Việt Nam, và Hà đang ngồi edit cái vlog này. Tuần sau, thực ra là cuối tuần sau, vào thứ 7, nhầm, vào chủ nhật tuần sau thì Hà bắt đầu lên máy bay về Việt Nam và Hà sẽ về tới Hà Nội vào 10 giờ tối ngày 1 tháng 5. Đó, và kế hoạch của Hà là ăn hết cả cái Hà Nội.
và ăn hết cả biển Việt Nam luôn. Hôm nay thì Hà đang trong công cuộc tìm kiếm áo bơi cho những cái đứa TV màn hình phẳng như Hà. Tìm mãi không có luôn. Bây giờ không biết làm thế nào. Bây giờ chẳng nhẽ đi biển lại mặc áo ba lỗ hay là mặc áo cộc tay như thế này. Xấu hổ quá. Thực ra 4 năm rồi chưa về Việt Nam, thế nên là có rất là nhiều món và rất là nhiều quán Hà cần phải thử. Nên là nếu như mọi người có gợi ý gì thì hãy viết ở phía dưới phần comment cho Hà biết nhé. Thôi xin lỗi mọi người là thứ 7 tuần trước thì Hà không có một cái vlog nào, là tại vì Hà đi về xong rồi mệt quá, không thể ngồi làm thêm một cái gì hết nữa. Thế nên là tới tận ngày hôm nay thứ 7 tuần này Hà mới có vlog gộp cả 2 tuần lại. Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã lại theo dõi một cái video về cuộc sống rất là dớ dẩn và rất là chẳng có cái gì hay ho, sôi động hay là mới mẻ gì đấy cả của Hà. Và Hà sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video thứ 7, vlog thứ 7 tuần sau. Bye bye.